Sáng nay 14 tháng 1, Công an huyện Yên Phong đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Năm 2021, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Yên Phong đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, nhất là phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao. Chủ động tham mưu phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp ủy chính quyền cơ sở, phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần kiểm soát dịch bệnh, phục vụ phát triển kinh tế địa phương và ổn định cuộc sống nhân dân, triển khai quyết liệt các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, theo đó phạm pháp hình sự giảm 5,5% so với năm 2020, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 85,13%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả nổi bật. Với những thành tích xuất sắc trên, Công an huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương thành tích Công an huyện đạt được năm qua. Đồng chí yêu cầu trong năm 2022, Công an huyện chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ, tổ chức các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được các cấp khen thưởng.